bạn thân mến, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem một bất động sản mà mình mua để đầu tư. Đây là một dãy nhà trọ có 4 căn. Phía sau là có một ngôi nhà. Bạn xem cho bạn xem cái nhà nha. Để phía sau của dãy nhà trọ, miếng đất rất là lớn, phía sau mà có một ngôi nhà, có miếng đất cũng rất là lớn mà ngôi nhà đó thì không ai ở. Thì cái phòng trọ này là nó là, mình nghe nói nó là 6 căn, nhưng mà có một vụ cháy nhà, thành ra cái phòng trọ này là không còn sử dụng được nữa. Mà bạn thấy miếng đất rất là to lớn. Mình nghiên cứu cái đường ở ngoài là đường quốc lộ, thì miếng thì đó, cái này rất là lớn. Rồi phía trước á thì nó có cái sân rất là lớn. Mình nhớ là ngày trước là đã có một phòng trọ, một dãy hai phòng trọ chỗ này phía trước, và bây giờ họ đã đập bể rồi. Thì cái này là cũng là phải đập bể thôi, tại vì không sửa chữa được. Thì cái miếng đất vừa cái phòng trọ này vừa cái dãy nguyên hết miếng đất cộng lên cái nhà đằng sau thì có thể cất được một building, một cái nhà lớn để cho làm, để làm văn phòng cho bác sĩ chẳng hạn, hay là văn phòng luật sư, hay là cất được một dãy 10 phòng trọ. Thấy miếng đất lớn không? Thì phía trước này là dãy phố thương mại, mà cái miếng đất này nhỏ không cất được dãy phố như vậy. Có thể cất được một cái biệt thự 2 tầng để cho luật sư hoặc là bác sĩ chia từng phòng cho mướn, hoặc là cất nhà trọ. Mình thấy là mình chộp liền, lâu lâu á mới gặp được. Bởi vậy thành ra ngày khi nào rảnh hai vợ chồng mình đi lang thang, đi tới những vùng mà mình không biết, tại vì một tiểu bang Mỹ nó lớn như nước Việt Nam, một thành phố nó thì nó to như là một Sài Gòn với nhiều quận, thành ra phải đi hoài để kiếm được những cái hòn ngọc trân châu như vậy. Đó, cái miếng đất rất là lớn. Ở phía bên trái thì người ta cất làm công sở cho một cái hãng rất là lớn. Thì miếng đất bên kia nó lớn, cái có nghĩa là cái này là cái zoning của nó là cái được phép xây, là được xây dựng thương mại, là commercial zoning. Bên này là miếng đất bên này là có được nhà công sở lớn lắm bạn. Miếng đất bên này lớn nè. Rồi phía sau của cái nhà, phía sau của cái khu này là nhà người ta ở, là khu rất là thanh bình. Sau khi mà mình quan sát cái dãy đất rồi thì mình phải đi quan sát cái những cái khu nhà sau căn nhà này, là khu rất là yên tĩnh, rất là thanh bình. Mà thấy nguyên một cái đất đó, cái nó là một góc đường lớn lên, nguyên một góc đường. Đây là mình đi giả chiến đó, mình quan sát, mình coi nè. Mấy đằng sau đó cái nhà không có ai ở, để xe đó mà xe nó mòn luôn. Nó có cây xoài, có cây ăn trái, và mình mua luôn cả phía sau luôn. Nó là hai cái miếng đất khác nhau, mình mua luôn, mình nhập làm một, nó kiếm nguyên luôn một góc đường. Lớn lắm, nhưng cái nhà này nó nghiêng ra một góc đường thôi.
Đó là một cách để mà làm nghề môi giới bất động sản, tìm những cái nhà mà vì hoặc là họ cháy nhà, hoặc là họ hoặc là gió bão rồi thổi hư rồi họ bán rẻ thì mình mua lại. Và trước khi mình đi mua, mình phải điều tra kỹ coi là có thể được sửa hay sửa được lại được không, hay là phải đập bể. Cái này chắc không đập bể đâu, tại vì cái tường nó là tường sắt, tường đá cứng thì chắc có thể là cất thêm vô thôi, cất thêm lên thôi. Còn thấy không, cái này là đá và bảo đá hồi xưa nữa đó, cứng lắm nè, không phải là nhà gỗ. Cái này là dãy phố thương mại ngay đứng phía trước, là khu này là zone commercial. Bây giờ mình cho bạn coi những cái nhà chung quanh cái khu này. Những cái nhà chung quanh cái khu này thì nó chừng từ 100.000 tới 200.000 là nó vừa nhà vừa đất luôn nha bạn. Ở Mỹ bạn mua nhà nó không bao giờ mà bạn mua nhà mà đất của người ta. Có nhiều nhà nó bán vậy, có nhiều nhà là họ mướn đất rồi họ cất cái nhà lên, hoặc là họ để nhà di động lên. Cái đó khổ lắm, tại vì không phải là đất của mình. Sau một hợp đồng bao nhiêu năm đó thì họ sẽ đòi lại đất, thì mình phải dời đi. Mà nhà mình cất làm sao mình dời đi? Nhà di động thì chừng 10 năm là bắt đầu nó rã rồi, bạn kéo nó đi là nó rã từng miếng. Thành ra nếu bạn mua nhà di động là bạn phải mua nhà di động mà nó có đất, nó mắc tiền hơn. Mà nếu nhà bạn mua nhà di động có đất thì bạn đi kiếm những cái vùng nào mà nó có nhà rẻ. Ở Mỹ nếu bạn chịu khó đi kiếm thì lúc nào cũng có nhiều cái vùng mà nó rẻ, rồi người ta bán rẻ nữa bạn. Tại vì cái người ta bán gấp, có khi có nhiều chuyện khẩn cấp trong gia đình, người ta phải cần tiền, người ta bán gấp thì người ta bán rẻ. Rồi bạn, nếu bạn kiếm cho kỹ thì bạn sẽ kiếm được căn nhà giá vừa phải để mình mua. Không phải ai ở Mỹ cũng è cổ ra mua nhà 300-400 ngàn để mắc nợ hết bạn. Tại vì bạn mua nhà càng nhiều tiền thì bạn phải đóng thuế đất càng nhiều. Tại thuế đất thì nó tính theo cái giá trị căn nhà. Nếu bạn mua một căn nhà 100 ngàn, thuế đất khoảng chừng 2%, thì bạn thấm một năm 2 ngàn thuế đất. Bạn mua căn nhà 400 ngàn thì thuế đất của bạn sẽ đóng là 8.000 đô. Cái đó là rất là nặng hả bạn. Còn nhà 1.000.000 đô thì một năm đóng 20.000 đô. Bởi vậy đừng có ham mà mua nhà to nhà rẻ, mình phải nhắm cái túi tiền mình để mình mua. Thường thường á là mình phải nhắm làm sao á mà mình mua cái tiền nhà, tiền thuế, tiền điện á, tiền bảo hiểm cỡ chừng 1/3 cái thu nhập của mình thôi. Như vậy thì còn 1/3 là mình sinh sống, còn 1/3 là mình cất để dành cho tuổi già. Có thể như có nhiều chỗ đó họ mua như vậy nè bạn, họ mua rẻ chút những cái nhà ở khu tốt, họ mua rẻ rồi tuy rằng là nó có hư hại chút xíu nhưng mà dễ thôi. Ở Florida thì nó có tường bằng gạch rồi, thì ở trong là mình chỉ lót cái miếng dán nó kêu là plaster, rồi trải thảm hay là trải gạch. Nhà bếp cũ thì mình tháo nó ra, mình dục mình ra ngoài Home Depot mình bỏ 1-2 ngàn ra là làm được cái nhà bếp mới rồi. Thành ra mấy cái vấn đề đó là vấn đề rất là dễ bạn. Quan trọng nhất là cái nhà nó có vững chắc không, cái mái có cần phải sửa chữa không, cái chỗ nó có an ninh không. Còn những cái gì mà ở trong nhà đó là sửa chữa dễ lắm. Họ thấy khu này là khu hồi xưa. Hồi xưa thì nó cho lên hàng rào cao như vậy, phải không? Sau này mấy cái nhà sau này đó, nó không cho làm hàng rào. Với nhà cấp mới sau này nó không cho làm hàng rào bạn. Còn mấy nhà xưa thì người ta cho phép được làm hàng rào. Tại vì hồi xưa người ta nuôi chó, ai cũng nuôi chó nhiều lắm. Hồi xưa cách rất lâu, mấy chục năm mà chưa có phát triển cảnh sát chưa nhiều á, thì là ai cũng nuôi một con chó to trong nhà để giữ nhà, thì họ thích có hàng rào. Bây giờ thì cảnh sát an ninh rồi nhiều, có đủ hệ thống để mà canh chừng này kia, thành ra cũng là không cần phải nuôi chó. Nhưng có những người nó cũng giữ được cái hàng rào, có người thích có hàng rào để người ta không có thấy trong nhà của mình.
hay là privacy của họ luôn. Cái nhà, những nhà này là khu này là khu xưa, nó là những khu rất lâu rồi đó. Thành ra bảo đấy có sân họ rộng lắm.